Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ của kênh Nấm Mỡ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh của tác giả Tạ Hữu Yên. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe bài thơ thật là hay này nhé. Bài thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh. Xình xịch, xình xịch, đoàn tàu rời ga. Tù 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 huýt, hồi còi vang xa. Tòa tàu là gối, đoàn tàu là chăn. Và bánh xe lăn là bàn chân đạp. Bé vui hỏi mẹ, bác về ga nào? Rồi đưa mảnh giấy, vé đây năm hào. Xình xịch, xình xịch, tàu đang chạy nhanh. Bé lăn ra ngủ, không kịp hãm phanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh. Xình xịch, xình xịch, đoàn tàu rời ga. Tù 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 huýt, hồi còi vang xa. Tòa tàu là gối, đoàn tàu là chăn. Và bánh xe lăn là bàn chân đạp. Bé vui hỏi mẹ, bác về ga nào? Rồi đưa mảnh giấy, vé đây năm hào. Xình xịch, xình xịch, tàu đang chạy nhanh. Bé lăn ra ngủ, không kịp hãm phanh. Bài thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bé đã lắng nghe chị đọc hết bài thơ nhé. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt tất cả các bé.